Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một con động cơ Yanma 3T72 ha. Bác nhỏ. Máy này thì không biết nói sao, nó đen hết rồi. Một màu đen và đen thôi. Đây, 3T72 18PS 2008 3050 tua. 0.879 lít. Số seri à, 77148. 72. Giang Mai thì anh em cứ em coi giùm em cái con ốc này thôi. Rồi. Coi ngay con ốc này thôi. Nhớ như vậy nè, ra khỏi coi nữa, đảm bảo luôn. À, bồ nè. Nó thiếu luôn. Đó là những cái đơn giản thôi. Còn coi 2-3 món thôi nè. Nó còn đen luôn nè anh em thấy nè. Đó. Giang Mai thì nó dễ coi lắm. Lóc liếc rồi nè, anh em có thể thấy không? Đó, rất là đẹp. Đó. Máy là nước sơn riêng 100% nha. Không bung lai lô một con ốc nào hết. Đó. Bồ. Con bồ đề nha. Đề đề gì đây? Denso. Nippon Denso made in Japan. Đây, lóc mà đóng 72 luôn nè. Đó. Lốc còn rất là đẹp luôn đó anh em thấy không, không chạy miếng sơn. Đây cái phần này nó chạy là do mình vô công nè, máy đè lên máy nè, đó làm những cái phần này thì mình phải chấp nhận thôi đó. Thế còn mà nói mấy cái phần đó mà đẹp luôn thì nó 10 con chắc giao được cho anh em được một con nè. Đó, đó thấy không? Máy mất rồi. Nó đèn không à, không biết quay cái gì luôn. Bu ly nè. Đó. Đó, có nhiều anh em góp ý nổ máy gỡ dây cu đo ra cho nó an toàn đó. Thì đó anh em mình làm nghề với nhau, có những cái gì nó không vừa ý nhau thì anh em có thể góp ý thêm và mình sẽ hoàn thiện hơn để giao đến cho những bà con nông dân những cái sản phẩm tốt nhất có thể ha. Đó. Rồi, khoe đã rồi, phiếu à, thấy cực kỳ. Nước nè, nhớt cực kỳ luôn đó, anh em có thể thấy được cái con máy vừa lửa được nhớt nè, âm nhớt nè, đồ đầy đủ hết đó, chân nền nè, khoảng mười mấy triệu thôi. Con này mà nói vậy mà anh em mà xài cứ thần thánh quá mấy con Kuta D72 lên, cỡ như Kuta D72 con này nó nuốt nó ơi. Thì tắt, còn muốn tắt điện thì tắt đó, có hai cách tắt cho anh em. Còn như em ở đây thì em bịt mãi cái boe cho nó khỏe đó. À, đầu vi đát nè đó, anh em thấy không, cầm tiền nè đó, nhìn nè, hai màu, một màu nè, thấy không đó, nó chưa xuống màu nè, hai cái nó đồng với nhau nè đó. Mình cũng phải những cái chi tiết mình phải coi mình mới biết được cái máy nó đẹp hay là cái máy nó xấu nè, răng đề nè đó. Em quay rất là kỹ cho anh em xem. Đó, rồi cái răng đề nè. Bây giờ cái máy mà nó mới tinh mà cái răng đề mà nó cùi hết như đây mà kêu là siêu phẩm thì chắc là không. Thấy nó sẽ sai rồi ha anh em ha. À. À, thấy không? Chưa mở nè. Đó. Đen, xà beng. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cái hàng em ha. Đây, về máy đây nè. Đó.
3T78 nè. Đó. Nó phải chất như này nè. Đó, anh em rửa ra nó mới gọi là siêu phẩm. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.